bạn, nay mình đi xuống vườn của anh Hòa ở ngã ba Ông Địa. Ở đây thuộc xã ấp xã gì anh? Mỹ Lợi A. Ở đây thuộc về xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Mình đi xuống này mình chờ hôm rồi mình có cho anh xử lý cái bộ gãy của mình rồi. Thì chắc chắn thì nó sẽ tỉnh thôi chứ hôm rồi cây này chắc tệ lắm. Bữa nay nó nhóm nhóm đọt được nè các bạn, đi những cái nách nó nách này hôm rồi năm đọt nè. Năm nay năm đọt được. Thì chứng tỏ là cái bộ gãy nó có kết quả. Nhưng mà những cái cây này anh kêu là làm sao cho nó bung đọt đồ ra, nó xè tàn đồ ra thì mình không làm được. Thì mình nói trước chắc chắn không làm được, bởi vì quay lên trên giùm anh ha. Cây này 4 5 cây mít, gần như là nó 6 cây mít nó xè vòng tròn. Mô của ảnh là đẹp hết. Mô của ảnh là đẹp hết. Nhưng mà nè các bạn, quay xuống ha, nhìn đây, rễ cây gì? Rễ cây mít ha. Rễ mít nằm trên mô sầu riêng. Thua. Lá này bị khằn, bị nấm bệnh, đọt ra khằn khằn. Hiện trạng nó là mít của ảnh đang trái cùm tay có, rồi nửa cùm tay có, cho nên để ăn lứa mít rồi anh đốn thì Thái mới dám đặt vấn đề vô. Ừ anh ơi, đốn rồi mới đưa ăn phân, đưa thuốc đồ cho anh ngon lành hết. Chứ còn hiện trạng thế này anh kêu mình ừ Thái làm cho nó xum xê đồ, anh kêu cắt ngọn, anh kêu mình là giờ bấm ngọn cho xè tàn ra. Không, tại vì bấm ngọn nó cũng bung, không bung ra được. Tại là sao? Tại vì ánh nắng giờ này là 2 giờ chiều mà nắng nó chiếu được có 1/3 cây sầu riêng à, thì dẫn đến là nó thiếu nắng. Mà thiếu nắng thì cây không bao giờ bung tặng ra được, nó chỉ úp vô thôi. Với cái nữa, những cây mít xung quanh rễ bàn á, nó ăn vô hết mùa sầu riêng là thua. Còn không nữa thì đến trong cây sầu riêng này tầm nguyên một hàng mít này, thêm hàng giữa nữa là kinh tế ngon lành luôn. Là về lâu dài chứ chắc không có, nhưng mà về trước mắt là sẽ có kinh tế rồi. Chứ giờ này cho đây cây chết nè. Chứ cái nữa khoảng cây này chết của anh không lớn luôn, nhưng mà đây nè sẽ có vấn đề tiếp theo là hai cây sầu riêng này của anh cầm quá rồi. Đúng rồi, cầm quá. Bên cây sâm nè, kỹ cho. Bên cây sâm đây anh kỹ cho. Rễ mít này nó bò qua môi sầu riêng hết trơn nè. Hai anh em của em học bên bảo vệ vật của trường Đại học Cần Thơ, nó chuẩn bị tốt nghiệp chắc đi thực tế này các bạn thấy không, rễ mít nè, nguyên cái hệ rễ vàng vàng không đó, nguyên hệ rễ vàng ha. Ví dụ như sầu riêng này gãi chừng ký phân thì mít nó ăn hết 700g, mà còn 300g lại thì sầu riêng ăn được mớ, còn mớ bốc thoát tại vì nó có ăn được đâu, do rễ mít nó bàn hết cái mô này rồi. Còn cây sầu riêng này mà muốn đồ tốt ngon lành ha, lá dày, khoảng cách lá khích khích đồ lại thì không có làm được, rất không bao giờ làm được hết. Nó chỉ có làm cho nó tỉnh, nó ra đọt rồi nó tỉnh thôi, chứ không gọi là nó xum xê được. Cây này ít gì cũng 2 năm rồi không? 19 tháng. 19 tháng. 19 tháng với đối với cây này là mà người ta trồng 12 tháng. Thế giới hình chạy đây. À, bên này nó chạy luôn, bên này không có bị cây tầng giống như hồi nãy vừa nó kêu đi. Mất tán. Chứng tỏ nha, chứng tỏ có cái gì che nó cho nên mất tán. Với lại cây này nè, lắc thế này nè. Chứng tỏ cái hệ rễ nó rất là yếu. Không, gốc mà lắc được vậy nè, chứng tỏ thì hệ rễ rất yếu. Mà nếu mà lắc được vậy nữa thì cái cây này rất là chậm ra đọt. Rễ bền nó ra như nó đứt, đụng nó ảnh hưởng, nó đâu có chậm ra đọt dữ lắm. Này nó ra đọt được trên phần trên. Mà phần dưới nó không ra là chứng tỏ nguyên mật hệ rễ bền trên này nè, nó bị tổn thương. Cho nên nó không phát triển được, nó chỉ ra được phần trên mà ra nheo nheo cũng đó thì biết chừng nào trời lớn. Rồi có cho vườn của anh Hòa xuống bộ gãy. Nhưng mà kết quả thì chỉ có nằm cầm chừng thôi, nhóm nhóm đọt như thế này thôi các bạn. Chứ nó không có phát được mạnh ha. Mình chắc chắn luôn rồi, nó không bao giờ phát mạnh được. Cái này rễ mít dữ lắm, nguyên mô rễ mít không à. Nguyên mô rễ mít, nên giờ phải chấp nhận thôi. Chứ còn mít thế này ngoài gì vậy mà anh kêu em cho thuốc hay là cho phân gì đó cho nó ngon lành hết, em không bán được. Thậm chí đưa tiền em cũng không bán luôn. Lấy tiền của anh cái nhất lương tâm đó, có ngủ không được. Tiền não ha. Lấy làm sao cho cây đồ thấy hàng đồ xum xê, ví dụ như cây này làm thì dễ nè. Cây này thì sẽ xẻ đường như này, bên kia xử lý cây kia. Tại vì cây này nó cơ bản là nó giống nè. Cây này thì dễ. Anh nhìn cái mã cây này khác mấy cây kia không? Lá nữa thẹn hơn. Nó quá gặp. Cái đào vô mình coi hướng được cái đào kia đấy. Ngày nào đang có trái gì sau cửa? Làm đúng, cái nó chứ để ưng ưng là nó. Chứ giờ rễ mít nó bò quá trơn, xẻ một vòng tròn sâu xuống. Sẽ vòng tròn sâu xuống rồi làm sao cho nắng nó chiếu trực tiếp vô. Chứ giờ ví dụ như cái này đi, cái này giờ nắng sáng nắng chiều, nắng sáng là dúng cái đó bên này thì nhiều khi chiều là đỡ nè, nhưng mà cây sau lưng như cái này nè, giờ nắng sáng nắng chiều gì nó cũng dướng hai cây mít hết trơn rồi, nó không bung tàn được. Nhưng mà cây này nếu như mà xử lý được dễ nè, xử lý cây mít mình đó một cây ha, xong này rồi dọn cỏ đồ lên, cọng mô này lên, không tới nhăm nhăm mô này lên, tới nhăm nhăm mô này lên ha, rễ phân đồ xuống là nó bung ra liền. Rễ này bị tổn thương dữ lắm. Không có, tại vì cái đất của anh đất cũ nữa, với lại rễ phân gì mà không còn anh.
Cái hệ rễ này, cái hệ rễ nó một hông này, rễ này rễ của sầu riêng. Rễ này rễ sầu riêng. Nè, rễ sầu riêng, nhưng mà thấy không, bị khô nè. Nó đen. Ừ, nó khô, nó khô cục nè. Không. Nhưng mà cây này xử lý được. Tại vì cơ bản đọt nó đang ra vậy, đọt đang ra vậy mình cần tưới dưỡng rễ, xong nó ra hai cơ nữa là cây này phát. Nhưng mà muốn cây này phát bền vững về lâu, một cái mít đó, hai cái mít đó là coi như vườn ánh. Nếu cứ tính cái cây sầu riêng hai cái mít, cây sầu riêng hai cái mít là vườn ánh hết trơn mít rồi. Hết trơn mít liền. Nó ví dụ như quay bên cây bên kia đi. Nó như cây đó đi. Cây thẳng bên góc đó. Cây mít nằm kế bên, cây bên kia nằm kế bên. Rồi làm sao cây sầu riêng nó phát được. Anh chỉ cần anh xử lý được mít không? Thấy, anh xử lý mít rồi, xuống. Em bấm ngọn cành từ trên xuống dưới, em bấm 6 tấc luôn. Em bấm 6 tấc luôn á. Là hai cây này nó giáp tàn lại với nhau, cây này nuôi 5 rưỡi nữa làm bông là coi như tháng 3 của năm tới nữa là làm nghịch được ngon lành. Còn như thế này đúng không? Thì rễ của anh cơ bản là nó cũng đỡ lắm. Tại đất này nó đủ ẩm này. Thấy đất này nó khác đất bên kia không? Anh chỉ cho. Đất sầu riêng ha. Bóp nè. Bung ha. Bóp bung ra được nè. Là đủ. Là rải phân đạt. Bét nước vô đầy đủ với lại nè. Thấy bét nước này với cái bét nước đường đúng của ngoài Mỹ Lương khác biệt hẳn không? Bét nước này nó xa trong góc đi ra 5 tấc. Nó đều hết mô. Cho nên điểm này như cái mô này gần như là nó đủ nước hết, nó không bị thiếu nước. Nhưng mà vườn này nó bị thiếu nắng. Còn vườn bên kia thì dư nắng mà lại thiếu nước. Không lại cái này nó ngang nè, bét ngang vẫn ngang. Nó bét ngang, còn bét bên kia nó hơi nghiêng. Như mấy cái này không, mình chỉ cần xử lý cho nó bài bản vô đi phân đi thuốc đồ lại với lại nấm bệnh. Những lá cái này nè, nó bị khằn gì nè, thấy không? Bị khằn nè, bị bệnh nè. Ha, khằn. Lá sầu riêng khằn khằn nè, thấy không? Bóp ngay cốc cốc, nó không có mướt. Nó phải giờ này đi vô nhìn lá sầu riêng giống như lá mít vậy đó. Ống ánh đồ lên. Là coi như vườn nó đẹp. Mà vườn sầu riêng ai mà làm tốt được vậy rồi thì không có nhờ tới mình rồi. Mà không có tự kêu tới mình đâu. Ổng tới lượt mình chứ không ai không kêu mình. Ổng có tới lượt mình đâu. Cái mít của ảnh đợt này để tiền tháng rưỡi nữa thôi là vô một đợt trái là ăn không là 2 tháng nữa. Vô đợt trái chắc. Anh, em nói thiệt luôn, anh không đúng mít thì khổ chưa em xuống xử lý gì cũng được. Chứ vừa mà kêu xử lý không được. Còn không không, em chỉ cho anh, nếu anh nói thấy là bây giờ mà kêu tôi đốn hết mít gì rồi lấy cái gì sống. Anh trồng chanh vô đây bình thường. Anh trồng chanh bình thường. Ví dụ như khoảng cách 5-6 gì nè, anh nhét cây chanh ở đây bình thường. Anh chỉ hai cây chanh luôn. Chanh nha, không ổ nha. Chanh nó nằm ở dưới được. Còn những cái mít nó được lên không à, chứ là cái rễ mít nó qua vậy đó. Cái này chỗ này anh nhét cây chanh bình thường. Hai cây chanh bình thường. Cây chanh trồng năm một có trái rồi. Nè, qua đây con này đi. Cái này đẹp nha không? Đỡ đỡ chút. Dễ nè. Vẫn có nghĩa mít bò qua ha. Vẫn có rễ mít bò qua. Nè, rễ vàng vàng là rễ mít ha. Nhưng mà cây này đủ nước nè. Nè, rễ sầu riêng ha. Đụng cái tuột, đụng tuột rễ. Khô được đó. Nó tiếng trùng rễ, vấn đề cũng hơi rễ. Cho nên á, cứ đè cây mình bị trụng trụng, cứ đè vô tưới hơi mít, tưới này nọ. Rễ phân đồ vô làm sao phát nó không? Như cây này, thấy rồi, cây này thấy được không? Cây này ngon lành. Bấm ngọn bấm xuống ngay đó giùm em luôn, từ trên xuống dưới, từ ngay nắp ở trên xuống 3 tấc, 4 tấc. Bấm ngang cái. Cây này ngon lành luôn. Như cái này em cam kết cho nó, chỉ cần đi dưỡng rễ đồ lợi rễ phân đầy đủ, đọt nó ra liên tục luôn. Nó trống. Cây này trống. Mấy cây nào trống trống như cây này trống. Em cam kết anh luôn, khỏi cần thái thuốc nha, chỉ cho anh đi mua không thuốc ở đây, cây nó vẫn tốt bình thường. Những cây nào trống là khác ngoài kia, ngoài này đỡ hơn không? Ủa sao ngoài này nó trống hơn dữ vậy? Ngoài này đốn mít trước hay gì? Đúng rồi, ngoài này nước nó ngon lành hơn. Đúng rồi, vườn này trời cái mít còn dính. Không, mấy ăn này vậy là ngon lắm rồi nè. Anh chỉ cần bấm ngọn bấm xuống thôi là cây nó phát ngon lành. Không, như cây này là đỡ đỡ nè, quay qua cây này nè. Thấy không? Trống ngon lành. Thứ nhất là cái lá nó bóng nó bự. Là cái thứ nhất, cái thứ hai á là cái thân giữa nó gạn gạn ra, nó hồng. Nó hồng da cho nên nhìn nó màu lớn á. Là cây nó đang khỏe đó. Còn cây bên kia là những cái cây bên kia là những cái sắc thùi của mình. Vậy thôi chăm sóc khu ngoài này đi, tập trung khu ngoài này. Tập trung khu ngoài này cho cây này lớn đi, ăn trái rồi lấy con này nuôi được lên khu kia. Được rồi, tiền đâu nuôi. Giờ có clip này làm sao clip bên kia chịu nói không? Hả? Thấy không? Mít tương lai nè, tương lai của mít nè. Tương lai của mít. Tương lai của mít đấy. Không có dễ ăn của ngoài ăn. Mấy cái này không thân giữa đồ nó vượt khổ so với cái tay. Cái tay nó có lớn. Tại vì á, cây này nó vượt không. Che nắng buổi sáng, buổi chiều á, như thế này rễ mít nó bò qua cho nên cây nó không có lớn được cái bề ngang. Cái tay nó không lớn. Vừa nghe đừng có đặt tay đồ vô, đặt kéo đồ vô tỉ nhánh ha. Không tỉ nhánh. Chỉ cần bấm ngọn thôi.
bên kia chặt nó đi, người chặt luôn cây mít bên này là xong rồi, là được cây này. Giờ đứng từng cây luôn á. Vậy em đi với anh em chỉ lên từng cây luôn. Công nhận là chủ vườn đầu tư lắm không? Mấy cây vườn của anh này là tưới đủ nước nè. Lượng nước đầy bộ tưới thường lắm anh. 2 ngày 3 ngày tưới rồi. Không, ghé mít. Ghé mít nó quá trời luôn. Dọn đi, dọn xong phải không? Kêu nhân công đồ. Không thôi anh. Ghé khô chân. Tưới này quá dư nước nè. Đối với cây này là dư nước. Ghé thúi chân nè, chỉ cho. Ghé thúi. Không có ghé mít đâu đây. Ghé này ghé sầu riêng nè ha. Ghé này ghé mới ra nè. Còn ghế cũ nó nè. Ghế cũ nó bị thúi chân. Ghế thúi. Với lại bị ẩm. Giờ này nó bị rang bị che. Nè, ghế sầu riêng nè. Thấy không? Ghế sầu riêng nè. Thấy không? Đụng tới một gãy nè. Đó. Một. Đó, thì đó. Thì vấn đề nằm vậy. Với lại cây này quá dư nước. Cây này quá dư nước. Giờ xử lý cho phục hồi đi. Còn không dậm lại cây mới. Đối với cây này cho lẹ. Còn hàng bên đó là do bị... Rồi ok các bạn, hẹn các bạn ở video clip lần sau khi vườn của anh Hòa đồ tốt, đồ ngon lành hết. À, mọi chi tiết xin liên hệ kỹ sư Thái, số điện thoại 0986550899 hoặc là cửa hàng Vật Tư Nông nghiệp Phường Thí, nó là chỗ của mình á. Ờ quên rồi, tình cờ đây mình gặp một cái bao clip của anh nè. Bao này của anh phải không? Đây, giới thiệu nha, đây. Vô tình cờ vô vườn anh mua này, anh gãi này, hạn chế rụng bông tăng khả năng đậu trái, vườn sầu riêng này có trái đâu mà gãi. Vườn sầu riêng này có bông có trái đâu mà gãi. Hàng điểu, nói thẳng đi, ngại ngùng gì, chả biết thằng nào đi, cứ nói nó điểu đi, còn chuyện đụng chạm tới ai thì tính. Thành phần OM 22%, tỷ lệ C trên N là quá gì, biết bằng 8 là bằng gì không, hiểu gì không, chả biết 8 là gì đâu. Humity này nọ, đạm lân tổng số. Hàng này hả, mua lân Long Thành gãi còn tốt hơn ha. Mua chi bao này, ít gì bao này nó bán đi các bạn, 200 mấy chục ngàn bao đó. Công ty đơn vị nhập khẩu. Nhập khẩu sao nhập khẩu? À hàng này hàng của Gia Băng. Của Văn Bột hả anh? Ồ Văn Bột luôn. Hàng của Gia Băng. Còn tệ dữ nữa. Phân bón hữu cơ. Thổ. Kim nông. Hàng này xài tốn tiền. Chả có hiệu quả. Rồi còn bao nữa nè. Đây có bao khô chim ra NB nè. À mới ghé bao này hả? Bao này đụng chạm đúng không anh? Nó đụng chạm lắm. 846. À, quên thành phần này mình biết hàng này của ai rồi. Hàng này là DB1846 nè. Thành phần đăng ký N1846 đạt ha. Thành phần định lượng. Đúng hàng ha. Thành phần 1846 gãi đạt ha. Còn gãi thành phần định lượng đồ, thành phần nguyên liệu đồ 1846, thành phần định lượng 10-20, hàng điểu. Hàng này để được. Bao này cũng hơi mắc chứ không có rẻ đâu. Rồi các bạn hẹn các bạn clip lần sau. Rồi tắt đi.